cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu Landmark và Sài Gòn bây giờ là khoảng 2 giờ rưỡi. Và hôm nay nhân chuyến có hẹn với một cái anh bạn để đi uống cà phê thì em cũng mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng rảo bước một vòng khu Landmark này ha. Và nơi đây có rất là nhiều cái tiện lợi, tiện ích, đó là siêu thị Vincom, rồi khách sạn Luxury, rồi công viên cặp sông Sài Gòn, công viên 500 tỷ bên đây. Và kế bên đó là một cái khu biệt thự triệu đô. Thì khu biệt thự triệu đô này cũng nằm ven sông Sài Gòn và xíu nữa chúng ta sẽ khám phá ở khu bên trong khu triệu đô này để xem cái bên trong căn nhà đó như thế nào ha, bên trong khu biệt thự đó như thế nào ha. Và đối với khu biệt thự đó thì rất là bảo mật và an ninh, thì người lạ không có vào được và chỉ có sự cho phép của chủ nhà và sự bảo lãnh của chủ nhà thì bảo vệ mới cho vào. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp nhau trong video đó ha. Thì bây giờ mình đi một vòng đây để xem cái quang cảnh ở khu Vincom này ban ngày như thế nào. Hôm bữa thì em có quay cảnh về đêm rồi, nhưng mà ban đêm thì thấy những cái kiến trúc nó không rõ cho lắm. Hôm nay chúng ta đi ban ngày. Thì đối với tòa nhà Vincom, tòa nhà Landmark này thì nó có 3 cổng, một cổng siêu thị, một cổng khách sạn và một cổng căn hộ. Vì ở dưới quang cảnh ở phía dưới cái Vincom rất là rộng và an ninh sạch sẽ. Nó như là một cái thành phố Singapore thu nhỏ vậy đó. Ở đây thì bảo vệ an ninh rất là nghiêm ngặt. Còn về gửi xe thì du khách khách tham quan có thể gửi xe ở cặp bên cái công viên và với phía dưới những cái tòa nhà thì chỉ nhận gửi xe cho các cư dân ở trên tòa nhà thôi, tại vì chỗ gửi không có đầy đủ, không có đủ chỗ để chứa nhiều á, nên với lại hạn chế ra vào, nên thành ra chúng ta chỉ gửi ở khu mà dành cho khách tham quan mua sắm. Rồi chúng ta nhìn thấy những cái lốc chung cư ở đây ngập trời luôn nè. Thì hôm nào em sẽ mời các anh chị các bạn lên những cái căn hộ trên đây như thế nào ha. Em cũng tò mò và không biết bên trong căn hộ nó rộng như thế nào và kiến trúc ra sao, mà cái giá thành của nó rất là cao ở khu vực này. So ra ở đây cái giá thành cao thì 50% giá thành là do cái sự tiện lợi. Tiện lợi là nó gần với đường lớn, rồi gần với trung tâm Sài Gòn, rồi gần với khu triệu đô Ba Son, rồi sau này có cái cầu Thủ Thiêm xây xong thì sẽ tiện lợi hơn nữa. Và nơi đây có bến du thuyền, rồi rất phù hợp cho các anh chị có thu nhập cao. Và chúng ta sẽ đi dạo bước một vòng đây, rồi mình sẽ đi qua bên cái công viên bên kia để xem như thế nào ha. Với khu này thì diện tích rất là lớn. Nhìn cái hình ảnh này các anh chị thấy nó sẽ khác với cái hình ảnh mà chúng ta đi vô hẻm ở những con hẻm ở những con đường mà bữa giờ chúng ta thấy, nó với một cái tông màu
xám xám trắng trắng như ở nước ngoài vậy đó. Nếu mà em không nói ở đây là Sài Gòn thì chắc có lẽ của chú anh chị và các bạn ta không tin đâu ha. Nếu mà nhìn những hình ảnh này, thì Sài Gòn bây giờ chuẩn bị mưa rồi. Thôi chúng ta sẽ quành trở lại và đi đến cái công viên nè, để xem hình ảnh của công viên đây như thế nào. Mình view cái phố ở đây rồi, bây giờ mình tới khu vực vui chơi giải trí. Rồi em đang qua đường đó, ở đây có rất là nhiều căn hộ ở đây nữa nè. Đa phần là căn hộ thôi, có những căn hộ thì thiết kế triệu đô, còn mắc hơn là cái nhà phố của chúng ta ở nữa. Ở đây mình đi chợ thì theo cái phong cách nước ngoài, đó là những cái siêu thị, và đi ăn hàng quán thì là những cái nhà hàng. Những cái nhà hàng đồ nướng của nước ngoài này, theo phong cách phương Tây. Nên đa phần các anh chị, các bạn ở đây thì là những anh chị có điều kiện và muốn yên tĩnh, an ninh, thì chúng ta chọn cái khu vực này. Ở đây nó rất là thông thoáng rồi trong lành. Đầy đủ đồ chơi cho con trẻ. Mình sẽ dạo bước qua bên kia công viên chút xíu. Rồi ta sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay tại cái landmark khu Vinhome. Rồi sau đó mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi tham quan hai căn hộ, ở hai căn biệt thự ở khu Tân Cảng, cũng nằm bên hông công viên này luôn. Đó, trước mặt chúng ta đó là công viên ven sông Sài Gòn, công viên lớn nhất ở khu vực này, và kinh phí xây dựng cho công viên này lên đến 500 tỷ tiền mặt. Kinh khủng chưa? Và khu này được thiết kế nó sẽ giống như ở Mỹ Quan ở khu Thượng Hải vậy đó. Và có dòng sông, có bến du thuyền, có công viên cặp bờ sông và những căn hộ cặp mé sông. Chúng ta bước qua đây là phần công viên nè. Mình nhìn thấy công viên rất là rộng và công viên được lát đá rất là sạch sẽ. Và công viên này có phần để chúng ta cắm trại picnic nữa nè, làm barbecue, làm đồ nướng. Nhưng mà khu sân chơi đó chỉ có giấy phép kinh doanh, giấy phép của cư dân ở đây thì mới sử dụng được cái tính năng đó, sử dụng được cái dịch vụ đó, chức năng đó ha. Đây chúng ta thấy có cái bồn nước rất là đẹp ha. Và chúng ta nhìn bên trái đó là khu biệt thự đó. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào bên trong đó như thế nào.
Giờ bữa nữa mình sẽ đi khu triệu đô khác. Có rất là nhiều khu triệu đô để chúng ta tham quan. Rất may cho Vinh Lâm TV là có quen được những người bạn, những mối quan hệ làm trong những phân khúc khách hàng luxury về bất động sản này, nên em cũng nhờ đó mà đi vào được những khu bên trong đó. Chứ người thường thì ít ai có thể vào được lắm. Và đây chúng ta nhìn qua cái khu khu chung cư nè, rất là lớn luôn. Không có lựa cái hoa lấy luôn. Đó. Cái hoa này người ta không cho lựa. Rồi mình sẽ đi ra bến du thuyền để xem ngày hôm nay du thuyền ở Sài Gòn như thế nào ha. Con. À, công viên đẹp chưa? Rộng tới 14-15 hecta lận, nên thành ra chúng ta đi không giáp được. Nếu đi giáp thì sẽ mất rất nhiều thời gian của các chị và các bạn. Nào mà nhìn bên cánh trái là khu biệt thự nè. Thì từ khu biệt thự cũng có cái đường để đi qua khu công viên này luôn. Nếu các anh chị có du thuyền thì mình từ khu biệt thự đó mình sẽ đi qua bên đây để mình đi ra bến du thuyền. Chúng ta đang đi ở rìa công viên ha. Ở đây thì còn trồng rất là nhiều cây cổ thụ. Những cây này thì mới trồng thôi chứ không phải là nghĩa là họ mua ở nơi khác và đến đây trồng lại. Và thảm cỏ thấy rất là đẹp ha. Mình đi xíu nữa ra bến du thuyền nha, để xem cái bến du thuyền ở khu triệu đô này như thế nào. Ồ, Sài Gòn đang chuẩn bị mưa rồi. Đi lẹ. Ở đây đa phần là khách tham quan và khách du lịch. Ta sắp ra bờ sông rồi nè. Nhìn ngắm dòng sông Sài Gòn gợi nhớ cho chúng ta một thời ngày xưa về một cái dòng sông, và dòng sông ngày hôm nay nó khác với dòng sông ngày xưa. Dòng sông ngày hôm nay thì có du thuyền, công viên 500 tỷ. Và trên du thuyền thì có người giữ thuyền của các chủ thuyền đó. Dòng sông Sài Gòn ngày hôm nay, nhìn thẳng qua đây đó là cầu Sài Gòn. Ồ, Sài Gòn bây giờ đang mưa rồi. Ồ, chúng ta sẽ đi vô đây tránh mưa thôi. Wow, mưa ướt camera. Wow. Wow. À,
trong đây có cái nhà để mà tránh nắng tránh mưa à, cũng rất là đỡ. Cái nhà trong công viên này thôi à, thiết kế rất là dễ thương ha. À, ta nhìn ra đây bờ sông à, dòng sông có thuyền đang chạy. Rồi video em xin tạm dừng tại đây. Một số hình ảnh ở khu Landmark và công viên 500 tỷ gửi đến của chú anh chị và các bạn để chúng ta có dịp mình cùng nhìn lại Sài Gòn ngày hôm nay thay đổi như thế nào. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.